亦可笑谈世事，百遍相见分别明白是际遇，反复多变。可否问一句，停靠在哪儿？开心或苦笑难有罪，计算一切戏明明白是注定。Gần ở đây phải có con đường miễu không? Dạ phải. Nghe nói chỗ đó bán nhiều giấy hát cũ. Có thì có, nhưng chỗ đó phức tạp lắm. Cứ đưa tôi đi. Nhà quà táo dương cầm của Tiêu Phượng, có phải cậu muốn không? Làm ơn. Dạ, 18 đồng. Được. Ông chủ à, xin hỏi loại dĩa hát có thêm cái nào nữa không? Thiệt là ngại quá, dĩa cuối cùng ông này mua rồi. Dạ không sao, cô cần thì cô lấy đi. Vậy thì bao nhiêu tiền tôi phải trả lại cho ông? Dạ cảm ơn, 18 đồng. Bình tĩnh đi. Thầy đợi chút không? Dạ không có gì nữa. Cảm ơn ông. Đưa cái gì nha. Thôi khỏi, tự tôi về được rồi. Tôi đưa cái gì cho. Đi. Từ nhỏ cô đã bị bệnh xuyến rồi hả? Dạ phải. Tôi cũng vậy. Hễ gặp thời tiết này, chứng minh của mình thấy khó chịu lắm. Cô thích thưởng thức nhạc của điện lắm sao? Dạ phải. À, đặc biệt tấm y hát đó bị thằng giật đũa làm nát rồi. Ông cứ đổ đằng trước được rồi, để một mình tôi về nhà. Hay là tôi đưa cái gì nha. Giờ khỏi đi. Đúng là trời tạo duyên mộ. Lôi siêu nghi bị người ta giật đùa, vừa đúng lúc cơn xuyển phát ra, vô tình tạo thành anh với cổ. Đúng là hai người cũng như một. Anh Khoan có mừng dội. Người ta đối với anh lạnh nhạt lắm. Cái gì lạnh nhạt chứ? Chỉ cần dáng gầy còng, đánh trúng tâm lý, nhắm mình cho thuốc thì nước đá cũng chảy. Tin tưởng gì sao? Sở Quân, lúc mà hai chúng ta sánh vai để mà kiếm ăn, tới lúc rồi. Nè, để anh ra mặt đi làm nóng chảy núi băng này,
cùng nhang thạch núi lửa của sở quân nghèm làm nung cháy Lôi Bá Xuyên. Ý anh muốn là sáp vô với Lôi Bá Xuyên, anh nhắm chắc ăn hả? Sở quân, chỗ yếu của đàn ông em vừa hiểu rồi mà, chỉ cần em ráng cố gắng mà chờ chút thủ đoạn, Lôi Bá Xuyên chắc chắn là ngay ngất chết liệm. Lúc đó chơi xong hai cha con họ thì Lôi Thị là một món đồ trong túi của hai đứa chúng ta. Nè chú Cần à, tôi nghĩ chỗ đó cần phải chiếu sáng một chút. Sáng chú hả? Phải. Ông thầy vấn đề. Cảm ơn chú Cần. Có gì đâu. Ê anh Thành à. Gì? Đó phải thêm một chút xíu nữa nha. Được được. Nè anh Cường à, cái đầu anh xoay lại chỗ này chút xíu đi. Được được mà. Nè anh Hà, bây giờ mấy giờ rồi hả? 2:30 rồi. Chết rồi, đạo diễn giờ này chưa thấy vô. Thì giờ gấp quá không thể nào chờ như vậy được. Thôi về đi, tất cả cứ làm việc, một bên quay một bên chờ đạo diễn. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bắt đầu quay nha, bắt đầu chuẩn bị đi. Bắt đầu. Cut. Không phải cái kiểu như vậy. Cô hãy làm giống như là cô thấy một cái thây mà. Cô bị sợ hốt hoảng, la lên một cách tự nhiên. Sợ tới không biết phải làm sao bây giờ. Thôi được, tôi biết rồi. Hiểu thiệt chứ? Hiểu rồi. Thôi lẹ lên đi, đừng làm mất thời giờ. Được rồi, lẹ lên. Được thì quay nha. Quay đi. Tính sao hả? Làm giả thôi nha. Nè bây giờ thử trước nha. Thử trước đó. Có gì cũng đừng bấm máy nha. Vô đi. Có chuyện nguy hiểm nha. Cut. Good take. Có dẫn chơi không hả? Chơi kiểu này hù người ta, bỗng người ta chết sao? Đúng kiểu là phải như vậy đó. Ê đóng phim thôi mà. Ê, hey, làm phiền tất cả, dừng trở lại hết đi. Chết rồi anh Kiệt à. Kịch vô gọi điện thoại về thì ra đạo diễn đã vô nhà thương, mà còn phải chờ giải phẫu cả tháng mới xuất viện được. Vậy bây giờ tính sao đây? Thì do anh thay đi. Hả? Anh Kiệt nói đùa với tôi hả? Tôi có xuống phim trường thấy anh quay phim rồi. Tôi cảm thấy sự phản ứng của anh rất nhanh. Là một đạo diễn tốt là phải biết nhanh nhẹn khi quay phim. Tôi cảm thấy anh có tiền chất lắm. Tôi sợ tôi không làm xẻ anh à. Anh yên tâm đi, tôi không nhìn lầm đâu. Bộ phim này dứt khoát với anh thay thế. Cảm ơn anh Kiệt. Thưa cậu về đó. Chị ba. Chú ba. Kiệt, cháu về đúng lúc để chú giới thiệu cho. Để chú giới thiệu cho nha. Đây là ông Huỳnh Vĩnh Đạt. Chào ông Đạt. Chào cậu. Cậu là cậu bộ Kiệt mới du học trở về đúng hả? Nghe nói cậu giỏi lắm nha. Có gì đâu mà giỏi. Giỏi cách mấy cũng không có bằng ông đâu. Ông Đạt là chủ tịch của Bảo Tế Hội. Cháu phải theo ổng mà học hỏi đó nha. Chủ tịch cái gì chứ, tên thì nghe hay lắm, làm cái gì cũng ôn mình hết. Mai mốt đây còn định tổ chức cái gì của dạ hội từ thiện. Hiện bây giờ tôi không có cái gì trong tay. Bảo Tế Hội muốn tổ chức buổi dạ vũ hả? Đúng rồi, năm nay kỷ niệm thập chu niên nữa, các ông tổng sự đều đồng ý nói phải làm cho hay. Tôi nghĩ tôi nhức đầu quá. Tại sao không nghĩ tới là nhờ một số minh tinh tới biểu diễn giúp vui? Minh tinh? Đúng rồi, ai mà không thích coi minh tinh biểu diễn chứ. Còn đám minh tinh thì họ thích lấy tiếng tăm. Nếu được như vậy thì lúc đó rất là tưng bừng. Phải hả? Tại sao tôi không suy nghĩ ra vậy hả? Dứt khoát tới lúc đó nhờ cháu Kiệt dẫn đám minh tinh tới ủng hộ anh. Đúng rồi nha. Cậu Kiệt, cậu suy nghĩ hay quá. Tôi nghĩ thời đại bây giờ trước sau cũng thuộc về cậu. Đêm từ thiện của hội Bảo Tế. Không sai. Họ muốn mời một minh tinh của mình tham gia biểu diễn. Cũng có thể tính được chứ. Theo chỗ tôi biết, ngày đêm đó có nhiều thân hào nhân sĩ tới tham dự. Một cuộc dạ vũ từ thiện lớn lao như vậy, chắc chắn là đầu đề cho giới báo chí săn tin rồi. Tôi nghĩ là mình không bỏ lỡ cơ hội này. Còn về bộ phim Phong Kiếm Hận Thù của mình, cũng đã tới lúc cần phải làm tuyên truyền rồi. Đúng vậy, tôi sẽ sắp xếp. Được. Thank you.
Đàn bà, đêm nay trong cài dạo em hết. Phong thả vấn sang đầu của thị liệt Cao su hoa xin tại cái sư chuẩn ân thiện Suy sủa sư chuẩn miên bù chuyên xa Chỉ yêu nà thấu là nhân mở thái cao mẹ Ông Lôi, ông Lôi, quăng cái đông tới tham dự Đêm này thật là tưng bừng quá Nè, bao nhiêu quan khách ở đây cố coi nhóm mình tình của anh thôi Xin mời qua đây đi ha Cảm ơn. Chào ông Lôi. Ủa, cậu cũng tới dự nữa à? Trường hợp đêm này lớn lao quá, tôi nhất định phải theo lão tiền bối đi học hỏi chứ. Ở trong cái giới này, cậu có nhiều cơ hội học hỏi mà. Nè, chụp hình đi. Hay lắm. Anh Tuấn tới kìa, mau lên. Ý, anh Tuấn, anh lại có bộ mới rồi hả? Còn anh với Lộ Bình thì sao rồi? Mấy cô muốn làm phỏng vấn hả? Phải. Không thành vấn đề, cứ tới công ty tôi sẵn sàng. Ok. Sao mấy người cứ dở kỳ vậy? Họ là vậy đó, em khỏi lo cho họ. Chào ông chủ, cô Mỹ này em gặp qua rồi chứ. Chào ông chủ. Sao mà tối trễ quá vậy? Anh Tuấn à, nhảy với em một bản đi. Thiệt là ngại quá, tôi có bạn gái đây. Bộ của anh đó hả? Cô không ngại đến Tuấn nhảy với tôi chứ? Nhảy đi mà, có gì đâu. Đi đi. Một bản thôi nha, một bản thôi. Anh Kỳ, nghe nói hai người đã gặp nhau rồi hả? Không lên tiếng tức là ngậm chịu rồi. Tôi chưa hề nói qua nhờ. Cô suy nghĩ đi. Hỏi thiệt đó, nói đi. Ông chủ. Chào ông chủ. Nè, anh còn không chịu nói nữa hả? Vậy giờ ý chưa? Nè. Em đi đây chút xíu nha. Được. Mỹ, đi với anh Tuấn tới đây hả? Ảnh đâu rồi? Buồn lắm hả? Thật ra những chỗ này đâu có thích hợp với cô. Nhưng mà anh Tuấn thì phải tới để xỏ dầu chứ. Hồi nào cũng tới được. Ha có bắn à? Ha có bắn à? Tại đây nói chuyện chút xíu đi mà. Bữa nay tao không được rảnh. Cô đừng có giá cao sang đó nha. Cứ dịch cho cái giá đi. Giá cái đầu chào không? Gì dữ vậy? Đúng là đàn bà mà. Ông Lôi à, tôi đã sắp xếp sẵn rồi. Một lát nữa, mình lấy danh nghĩa của kẻ vô danh, quy 100.000 đồng và yêu cầu cô bản hát nhạc chủ đề Phong Kiếm Ăn Thù của bộ phim mình. Good. Tốt. Ông Lôi, cạn ly. Dạ, cảm ơn ông chủ. Anh nè, cô không ngại ngồi chung bàn với chúng tôi chứ? Dạ, xin phép. Quý vị, bây giờ là tới giờ phút nhảy đầm từ thiện. Nếu mà người nào quyên ra được số tiền 20 ngàn đồng thì có thể mời bất cứ một cô nào trong buổi dạ hội này cùng nhảy người đó một bản nhạc. Thưa quý vị phái nam, bây giờ là thời gian trịnh trọng nhất.
đâu mà lâu quá vậy? Mời cô Mẫn. Ông Kỳ, ông không ngại tôi mời cô Mẫn nhảy với tôi một bản chứ? À, đâu có sao, ai cũng hứa về việc từ thiện mà. Xin mời. Lúc nãy xém chút nữa tôi quên mất cô đó. Vậy bây giờ ông cứ nhìn kỹ tôi đi. Đúng rồi, đúng là tôi phải nhìn cho kỹ. Ông Trần lúc nãy dứt khoát bị cô tát tới mạnh lắm. Bộ thấy sao? Tôi nghĩ chắc cô cũng nghĩ tôi là loại người như ông. Cô cứ để từ giờ suy nghĩ, lúc đó cô sẽ biết tôi là hạng người như thế nào. Con người anh cũng lạ quá chứ. Quý vị, chúng tôi đưa một nhà đài từ thiện vô danh chị Quyên ra 100.000 đồng và yêu cầu cô Trình Tiểu Bẩn hát bản nhạc trong phim Đại Sáng Tác của công ty Lưu Thị, đó là nhạc chủ đề của bộ phim Phong Kiến Hận Thù. Trân trọng kính mời cô Trình Tiểu Bẩn. Tôi xin đại diện cho tất cả diễn viên và nhân viên của bộ phim Phong Kiến Hận Thù và công ty điện ảnh Lưu Thị cảm ơn các đại từ thiện gia khẳng khái giúp đỡ đại hội. Cảm ơn. Giám đốc công ty điện ảnh Bồ Thị, ông Bồ Kiệt nhận thấy của Trình Tiểu Bẩn hát bản nhạc chủ đề rất là hay lắm. Ông ta cũng ngỏ ý giúp đỡ cho đại hội. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Bồ Kiệt. Chúng tôi nhận thấy tất cả quý quan khách trong đêm nay đều khẳng khái giúp đỡ cho đại hội. Chúng tôi cũng có chút cống hiến. You've seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put no lips. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super
Jupiter, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the ritz. Ở đây những diễn viên của cô gái làng chơi của công ty chúng tôi sẽ bước xuống khán đài tới quyên tiền với quý vị. Xin quý vị khẳng khái giúp đỡ quyên góp thật nhiều. Còn nữa, chúng tôi sẽ dành riêng 3 ngày thu được trong phòng vé của bộ phim Cô Gái Làng Chơi, toàn bộ quyên góp cho ngân quỹ từ thiện của Bảo Tế Hội. Chúng tôi rất là cảm ơn ông Lôi Bá Xuyên. Ngồi lên chiếc xe sang trọng như vậy, hầu như cả thế giới đều chăm chú nhìn tôi. Ở phía trước đây có một tòa building. Tôi mời cô tới đó ngồi chơi một chút nha. Ông muốn với tôi? Anh Quỳnh à, tới đằng trước quẹo mặt. Cô Sở Quân đây bữa nay không có về nhà đâu. Chạy thẳng được rồi. Tôi không về nhà, tôi ngủ không yên đâu. Tôi không phải như mấy cô minh tinh nhỏ mười mấy tuổi đâu. Ông cần cái gì cũng phải cho ông sao? Lôi Bá Xuyên, tôi không phải chỉ có một người đàn bà thôi. Đàn bà là để cưng chiều, chứ không phải để dọa họ đâu. Uống cà phê cũng phải để nó từ từ nhíu xuống. Nè, bây giờ mình làm bạn bè trước đã, để rồi mai mốt quen thân. Cũng như tách cà phê đó, mặn nồng hơn, có đúng không? Lấy một đêm mình ra ăn cơm. Thư ký tôi sẽ báo cho cô biết. Diện dối mà tình thiệt. Tống Tử Kỳ, Trình Tiểu Mẫn thật sự yêu nhau. Là sao đây? Tôi chỉ nhảy với bộ kiều bộ bản thôi. Tôi cứ giả biên bậy rồi. Rồi cô gặp với anh Kỳ tại cái giả biên bậy sao? Tôi lăn xê hai người là Kim Đồng Ngọc Nữ, cốt là muốn để khán giả mua vé vô để mình say mê một chút. Đàn ông thì hy vọng muốn làm quen với Trình Tiểu Mẫn, con gái thì muốn tỏ tình Tống Tử Kỳ. Nhưng mà bây giờ hai người làm thiệt, vậy thì sao đây hả? Phim có thu được hay không mắc mới gì tới tụi tôi chứ? Chẳng lẽ hai đứa yêu nhau cũng phải hỏi qua khán giả sao? Để coi ý kiến của anh Cương sao đã. Nếu tôi bây giờ bắt buộc hai người không cho gặp nhau thì chuyên chế quá. Bây giờ tôi mong rằng hai người nếu đi chơi thì kín đáo một chút, đừng để tụi cái giả sang tình. Hai người mới vừa nổi được, cũng phải chấp nhận chút hy sinh đi. Hiểu chưa? Anh lo về sự nghiệp của anh quá. Anh nghe hết ý kiến của anh phải không? Anh Cường nói đúng đó mà. Mình thương nhau thôi, đâu cần phải làm ra mặt cho ai thấy. Chỉ để trong lòng mình biết là được rồi. Đã rồi. Qua nghe nói vậy. Tôi với cổ chỉ là bạn bè trong công việc làm thôi.
Nhưng mà đời tư của hai đứa tụi tôi cũng rất là thần lắm. Vậy tức là yêu nhau rồi. Phải đó. Câu này tôi không có nói, mấy người nói thôi đó nha. Đúng rồi. Đứng dậy, đứng sát đây chụp hình đi mà. Đứng sát vô đi. Mẫn à, tại sao em làm kỳ vậy? Người ta vô tình đó mà. Trong bụng làm sao nói ra vậy thôi. Nè, nếu chúng ta thật sự yêu nhau, không có giấu quý vị đâu, dứt khoát công khai cho quý vị biết. Đúng rồi, nhớ đừng quên đó. Cô đó hồi trước có phải là nghệ sĩ qua Diễm Hồng không hả? Còn ông kia là Kiều Cương đến nhà, đúng là hai người cũng xứng quá hả? Đúng vậy. Lúc mà tôi làm đạo chánh đó hả, cũng chưa từng ăn mặc modern như vậy. Bây giờ phải vì mặt mũi của con mình, không thể nào không sửa soạn cho đẹp một chút. Cô Mẫn có được một bà mẹ biết lo cho cổ như vậy, thiệt là có phước quá. À nè, cổ đang cặp với thằng Kiệt, chị biết không? Hai đứa nó xứng lắm chứ. Tối ngày chỉ lo bồ bịch hoài, làm sao còn thằng mà đóng phim chứ. Bọn trẻ đó mà, đứa nào mà không trải qua giai đoạn như vậy, có được bao nhiêu đứa tỉnh táo chứ. Lẽ ra làm bình tình, bồ bịch với nhau để làm tuyên truyền cũng không có gì lớn chuyện. Nếu rủi hai đứa thương thiệt thì đi tới có thù, vậy thì nhất định phải ảnh hưởng tới phòng vé. Chị Phương à, chị là người từng trải qua, đúng là chị rõ hơn tôi chứ. Nếu như làm ảnh hưởng tới phòng vé, công ty hẳn phải lăng xê người khác. Tôi không muốn tự nhiên phải làm uổng phí đi hai nhân tài. Như vậy cho nên mới nói thẳng với chị điều đó. Tụi nó chắc chắn sẽ đi tới đám cưới. Anh cũng biết con Mẫn chứ. Nó đem hai chữ tình yêu lên trên đầu của nó rồi. Nếu như nó thương người nào rồi hả, núi cũng không ngăn cản nó nổi đâu. Nó còn nói nếu như cần hả, thì nó sẽ thối lui ra khỏi giới nghệ sĩ thôi. Với cái tánh của cô Mẫn thì tôi tin chắc sẽ có. Cô thần kỳ thì tôi quá dành gì nó. Nó quá yêu chuộng nghề điện ảnh. Điện ảnh chính là nhựa sống của nó. Nếu kêu nó vì tình yêu bỏ đi cái sự nghiệp đó, rồi có một ngày nó tỉnh táo lại, nó sẽ suốt đời oán hận cô Mẫn. Vậy thì ý của anh là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Con gái của chị không biết chuyện thôi, còn chị sẽ có phương pháp mà. Nè, hai đứa nó cặp nhau như vậy, anh không lo cho tụi nó sao? Ê, lo cái gì chứ? Con cái nó lớn rồi hả? Dù cô lo cũng được cái gì chứ? Vậy thì anh thấy nó tự đi vô con đường cùng, anh cũng làm thinh hay sao? Bây giờ đâu phải đến rước đám cưới, đang cặp với nhau mà. Hồi trước tôi với cô cũng đã cặp nhau rồi, có đám cưới đâu. Thì bây giờ tụi nó cũng giống như mình vậy thôi, lo cái gì nữa, dư thừa quá. Anh còn nói nữa, nếu như hồi trước anh không phải xìu xìu ảnh ảnh thì tôi đã lấy anh lâu rồi. Nhưng mà nói thiệt nha, nếu tôi biết cô tới tuổi này cũng còn đẹp như vậy, tôi đã cưới cô từ lâu rồi. Ê, giờ anh làm ơn đi, đàng hoàng chút có được hay không? Cứ nói chơi vậy hoài để người ta nghe được còn tưởng hai đứa mình có gì lẹo tẹo. Tôi đem canh cho con của Tưởng, không nói chuyện với anh nữa. Anh đừng có nhìn tôi như vậy, đã chừa cho anh một chén rồi. Làm ơn kêu vợ của anh nấu cho anh uống đi. Nói thì nói nha, vợ tôi nấu canh á hả, đâu có thể nào bằng cô được. Ông uống với canh của tôi rồi chứ gì? Ê, bà la cái gì vậy chứ, làm xấu hổ với người ta. Còn ông với bà nhâm với nhau thì không sợ xấu hổ hả? Bà đi trước đi. Tôi đi trước nha, mất công ngồi nghe chuyện gia đình của ông. Nè bà đừng có đi, cái bà lên bếp này. Đầu kia bà cho đứa con gái vừa dỗ thằng con trai tôi, còn đầu này thì bà mượn cớ để hút cầu chồng của tôi. Hà má còn bà dính nhảnh quá rồi mà. Nè, bà nói thì nói nha, đừng có nói động tới con gái của tôi đó. Hay, nói chuyện với người kém nhân quá như vậy thì mất lịch sự quá. Bà đừng có đi nha, con bà mép chung tới đầu rồi mà còn môi son má phấn. Bà có méo khở là cái gì không hả bà lên bếp kia? Nè nè, bà đừng có nói nặng như vậy chứ. Nè, bà làm gì vậy? Đừng có đi. Về phần của má thì bà khỏi có lo đi. Để con nói bà tạm thời bà ở chỗ con có được không? Alo, là tôi đây. Ông già của tôi với má của Tiểu Mẫn không có quan hệ gì. Đây là cú điện thoại thứ 15 rồi. Cái tủ ký giả đó thiệt nhiều chuyện quá. Alo, tôi với Tiểu Mẫn không phải là một cha khác mẹ đâu. Tất cả cũng tại bà thôi. Nếu không tại bà con đâu rắc rối vậy. Bà, mình có phải là cha con hay không hả? Thì phải rồi. Nếu phải thì bà đừng có nghĩ nhiều. Đây cho con. Đau quá, đau quá đi.
bà chàng tình đó. Bà xong xóm xong tới cũng may là má lấy cái tay che cái mặt lại đó, nếu không mặt mày cày hết rồi. Nếu mà má không có ý với chú Hưng thì người ta đâu có cớ để đánh má chứ. Má nuôi con lớn lên coi là con gái của má, bây giờ má tự nhiên bị người ta đánh như vậy mà còn bị ký giả chụp hình, còn đi bên vực người dưng nói móc má nữa. Phải rồi, má phải hết rồi đó, chịu chưa? Ê, nè, nếu tụi ký giả nó tới, nó má không có nhà nha, má không muốn gặp tụi nó đâu. Được rồi. Là ông nữa hả? Ông ký giả nhờ tôi tặng bó hoa cho cô đó. Coi như là tôi nhận rồi. Nhưng mà vậy đừng có tưởng cái bà chằng đó cho hai má con mình không có người ưa hả? Bây giờ con gái của má không thèm con trai của họ thì đúng hơn. Má nói cái gì vậy chứ? Má không muốn con cặp với thằng Kỳ, nó sẽ làm mất tương lai của con. Còn nữa nha, nếu như thật sự con lấy nó rồi hả, thì cũng bị bà chằng kia ăn hiếp chết con đó. Má nhờ, nói đi nói lại cũng là ghét má người ta thôi. Nói thiệt nha, đó là tự má nói, má không muốn phải giống như họ vậy đó mà. Má đương nhiên là hiểu biết nhiều hơn họ chứ, đúng không? Nhưng mà má tự nhiên bị người ta lôi dài đấm nè. Má có biết không hả má mi? Cái độ lượng của má đó mới hiển hiện ra cái sự nhỏ mọn của người ta, biết chưa? Chào má. Nè, mua bạch cá về cho má ăn đây nè. Bây giờ tao thịt rồng cũng không thấy ngon. Nếu ông già mày biểu mày tới đây thì nói là tao chết rồi. Mày không có đi ăn ở với bà chằng đó đi. Thật ra ba với bà không có gì đâu. Chính mắt tao thấy mà còn nói không có gì hả? Tao lấy ổng bao lâu, ăn không dám ăn, xài không dám xài, chịu cực chịu khổ, cuối cùng hả, mất luôn cả ông chồng. Ông nội đó vô lương tâm quá. Còn bà nội đó bần tiện, vừa biết người ta có vợ rồi mà cũng nhào đầu vô. Bởi vậy người ta mới nói những người đồng giới nghệ sĩ không có người nào tốt lành đâu. Còn mày nữa nha, mày đừng có qua lại với con Mẫn đó nữa. Má nó đã vậy thì nó cũng không có tốt lành gì với mày đâu. Má, má không được giận Lương Tiểu Mẫn nha. Mới đây mà mày đấy bên người dân ăn hiếp má rồi hả? Toàn chỉ có mày là đứa con. Mày đừng có giống như ông già mày bỏ bê tao không có ngàn tới tao nha. Thì kiếp trước tao không biết tao đã làm cái gì. Chồng cũng vậy, mà con cũng vậy. Vô đi. Chào ông Cương, ông kêu tôi về khuya vậy có chuyện gì gấp không hả? Chuyện bữa nay ở trong xưởng, mẹ của Tống Tư Kỳ và mẹ của Trình Tư Mẫn, hai bà đánh lộn với nhau, bị cái giả chụp hình được hết, anh có biết hay không? Dạ tôi biết. Vậy thì bộ phận tiêu tiền của anh đã làm gì? Ngồi ăn chơi để tin tức nhảm nhí này đăng lên mập báo. Bệnh muốn công ty lô thị xấu hổ sao? Lập tức hẹn hết các chủ nhiệm của các tờ báo ra gặp tôi. Họ cần tiền đưa tiền, họ cần đàn bà đưa đàn bà. Tôi không muốn có tin nhảm nhí này có một chữ nào lộ trình mập báo. Dạ ông Cương. Nè, em đã thuyết phục má em được rồi, bây giờ bà hết giận nữa rồi đó. Rất tiếc là anh không thuyết phục được má của anh. Nè, hay là từ nay mình tạm thời ít qua lại một chút đi nha. Anh có nói bậy không, bớt qua lại hả? Bọn sao khán giả họ biết hay sao? Chắc cũng cái câu đó nữa, sợ má anh chứ gì. Thôi được rồi, anh sợ má anh quá, thì từ nay mình đừng có qua lại nữa đi. Nè, Mẫn, anh cũng muốn ngày đêm ở bên cạnh em mà. Nhưng mà ở trên đời này đâu chỉ có hai đứa mình, còn nhiều người khác nữa mà. Biết lo cho em rồi phải không? Bụng dạ bây giờ hơi dễ chịu chút rồi. Vậy đi, em làm người tình bí mật của anh cũng được, nhưng mà từ nay phải nghe lời của em nha. Má em nói nè, số đời của em cũng không bao giờ làm được cái hạng người đàn bà ngồi ở nhà chờ chồng về. Thì em phải làm cho bà coi, em phải làm người đàn bà đằng sau một người đàn ông có sự nghiệp thành công. Thôi cũng được, bắt đầu lau xe giùm anh trước đi. Cũng được. À, trời ơi, em mua rồi đi lẹ lẹ đi. Trời ơi, chắc tới phiên tôi là hết giấy rồi vậy trời. Lẹ lẹ chút đi. Trời ơi, già bán chậm chạp quá vậy chứ. Chậm chạp quá vậy. Lỡ nhờ không rồi. Thưa quý vị, bộ phim Cô Gái Làng Chơi của mình rất thành công. Đó cũng là nhờ sự ủng hộ của quý vị. Từ nay chúng ta sẽ thừa thắng tiến lên.
sẽ quay thêm vài bộ vừa ca vũ vừa ca tình cảm để quý vị thưởng thức. Ông Kiệt, mời ông đứng qua bên đây. Đúng rồi. À, dạ, cảm ơn. Ông đạo diễn à, lần đầu tiên làm đạo diễn thành công như vậy, ông có cảm tưởng gì không? Nè, cũng giống như học sinh tiểu học, lật sổ thành tích ra coi, môn nào cũng 100 điểm hết. Mấy cô nghĩ coi có sung sướng không? Tâm trạng tôi bây giờ là như vậy đó. À nè, nghe nói ông đạo diễn bị công ty lôi thị đuổi mới qua đầu quân Minh Bầu Thị, có đúng hay không? Như vậy đủ chứng minh bên lôi thị có nhân tài mà không biết sử dụng, điều đó làm lợi cho Bầu Thị chúng tôi. Anh Kiệt à, thưa quý vị ký giả, tôi sẵn cơ hội này muốn nói một tiếng cảm ơn với anh Kiệt. Nếu anh Kiệt không cho tôi cơ hội này thì tôi không có được sự huy hoàng như hôm nay. Tôi xin thề, nếu anh Kiệt không chê trách tôi thì tôi mãi mãi đứng ở bên cạnh của anh. À, thôi được, mời anh chụp tấm hình nha. Dạ, xin chụp tấm hình đi. Thằng Kiệt thì là giỏi quá, lần này nó làm cho mình nở mặt rồi đó. Thằng Kiệt làm ăn đàng hoàng, làm khá lắm. Tôi thiệt là sung sướng. Chị yên tâm đi, tôi với chị cũng thương nó lắm mà. Nè, mình uống một ly đi nha. Không được, tôi uống nhiều lắm rồi. Không có sao đâu, uống đi mà. Xin phép nha. Uống đi. Thưa má, thưa chú ba. Thôi gia đình của mình hãy qua bên kia chụp tấm hình đi. Được, qua bển chụp hình đi nha. Ây da. Gì vậy? Cái chuyện tôi không cử động được, tôi đi về không nổi nè. Trường của chị. Ây da. Tôi không đi được rồi. Có sao không mà? Má có sao không mà má? Cái chuyện của má nó cứng ngắc rồi, má đi không được nữa. Ây da. Sao bây giờ đây? Mau kêu bác sĩ đi. Dạ. Kì mau. Má, sao được? Kì mau. Mau đưa đi nhà thương đi. Lại lớn, lại lớn. Dạ. Chị ai thế nào? Cái chân tôi hết cảm giác được rồi. Nó không có động được nữa rồi. Tính sao đây? Từ nay tôi không đứng được nữa rồi. Không có sao đâu, không có sao đâu. Bác sĩ à, được bệnh nhân trở về phòng, chích cho bác mũi an thần đi. Bây giờ tôi sao? Chú à, hãy bình tĩnh đi chú. Tôi vừa mới chụp quang tuyến cho bà, mọi việc phải chờ ngày mai mới biết được. Không phải đâu, tối nay tôi phải ở lại đây với bà. Chú ba, chú ở lại đây rất bất tiện, chú về trước đi. Cảm ơn. Bác sĩ đã coi xét nghiệm báo rồi, nói là mạch máu của cái chân đè nén lên hệ thống thần kinh, cho nên mới ảnh hưởng tới sự tê cặp chân. Uống thuốc rồi thì hệ thống thần kinh sẽ co giãn, thì chân sẽ trở lại bình thường. Thiệt là làm cho em sợ khủng khiếp. Có thể là vì tối hôm qua uống rượu hơi nhiều. Bác sĩ còn nói là tâm trạng sẽ ảnh hưởng tới cơn bệnh. Nếu con người mình mà quá nhiều sự ưu lo thì sẽ rất dễ dàng bị chứng bệnh này. Trong bụng của em, còn trách em có lỗi với anh hai hả? Em chẳng những có lỗi với ảnh, mà còn có lỗi với thằng con. Nó chẳng biết được chính cha đẻ nó là ai. Em thì có lỗi với nó quá. Người mà có lỗi với nó không những chỉ mình em. Má, chú ba. Tới sớm quá vậy? Dạ phải, cháu thức dậy không thấy chú, cháu mới tới đây thôi. Ai ngờ đâu chú còn tới sớm hơn cháu nữa. Chú về công ty, sẵn đường đi ghé thăm má cháu thôi. Chú cũng phải đi. Kiệt à, nếu không có gì cần thì quẩy về công ty nha. Cứ ở đây chăm sóc cho má cháu đi ha. Dạ cháu hiểu rồi. Má không có gì đâu. Bác sĩ nói má uống thuốc thêm vài bữa nữa, cặp chân của má trở lại bình thường. Con cũng đã gặp bác sĩ, ông biểu con ở lại vui với má. Má, nếu má có tâm sự gì, má cứ việc thổ lộ với con. Không, má có tâm sự gì đâu. Lúc con còn nhỏ là con phải qua ăn lê học rồi, thời gian ở bên cạnh với má đúng là ít ỏi quá. Nhưng mà hễ tới ngày nghỉ, ba chắc chắn cùng với má qua thăm con cảm thấy rất sung sướng.
cảm thấy má là một người mẹ tốt ở trong đời của con. Sorry, tôi đến trễ. Ông Lôi. Thức ăn kiểu Pháp ở đây rất là khá, có thể dùng thử đi. Ông mời tôi tới đây dùng cơm, chắc cũng sắp sẵn cái phòng rồi chứ. Cũng như là cô đã nói, mình phải làm bạn trước đã. Bữa nay thuần túy là ăn cơm, tuyệt đối không có ý đồ gì khác hơn. Làm ơn đặt luôn giùm tôi một cái phòng ở trên. Hèn chi ai cũng nói là gái Đài Loan biết dỗ ngọt đàn ông lắm. Câu nói này thật là đúng, hoàn toàn sự thật. Gái Đài Loan họ chỉ biết dỗ ngọt đàn ông nào mà họ ưa thích thôi. Bồ Thị có một cuốn phim tựa là Cô Gái Lặng Chơi, thu được trên 2 triệu, phá hết kỷ lục phòng vé Hồng Kông. Thật ra tôi cũng biết bên Lôi Thị của ông có một bộ phim tựa đề là Nữ Du Côn. Cái tính chất của bộ phim này ngang hàng với phim Cô Gái Lặng Chơi. Rất tiếc là bị ông Dân gạt bỏ. Nếu bộ phim này mà quay được thành công, tôi nghĩ nội dung nó đi sâu vào thời đại, phải nói là Lôi Thị chứ không phải bên Bồ Thị. Vậy cô có cách nào bỏ túc nữa không? Thật ra Lôi Thị của ông sẵn cái đà bên Bồ Thị như vậy, nên đi quay một bộ phim Nữ Du Côn, mời cả Trung tâm Cảm hóa và Sở Phúc Lợi Xã hội làm cố vấn cho bộ phim này, tổ chức một cuộc nghiên cứu thật to lớn, tạo một khí thế để cho mọi tầng lớp trong xã hội hiểu biết Nữ Du Côn là một tệ đoan xã hội rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ khán giả chắc chắn ủng hộ bộ phim đó. Cô hồ ly tinh, cuối cùng cũng để lộ cái đuôi ra rồi. Một màn tuyên truyền nghĩ ra được chu đáo quá hả? Bộ muốn vô làm việc cho Lôi Thị sao? Tôi nằm lên giường với ông đó là vì chuyện tình cảm, còn tôi làm việc với ông là chuyện công. Tôi nghĩ ông Lôi công tư phân minh rõ ràng chứ, đúng không? Phong phơ xì thiên nhi huyền dọc lộ ngăn thị thong song dịch hố siêu thảm dây gì bạc điên sang kiến phân biệt bạc si dây duyên phản phúc tô tiên hố phong mần nhớ cười